Bước lại. Rồi, mình ngồi đợi khô. Em ngủ dắt đi. Em ngủ, em liệm đi đi. Mẹ chỉ cho kịp vậy. Mẹ em ngủ được bao lâu, nó ngủ được bao lâu? Dạ. Chỉ nhanh lắm. Nhưng mà ngủ sâu. Chập chờn hay sâu? Ngủ sâu. Sâu có ngáy không? Dạ, con có quay clip rồi. Ủa, không phải là tại vì em làm mũi em bị viêm sao chứ không phải là ngáy. Rất là khó thở, hiểu không? Vậy là hai cái phần ba xung kích là ngáy rồi nữa luôn. Gái trai hoa hậu gì, người mẫu diễn viên gì là ngáy hết em. Tại vì mình ngủ mình không có thở tại vì ngáy rồi chứ ngáy hết tay thì cũng là ngáy. Đó là nó khó thở nên là cái hơi nó ra nó bị ngáy. Em mất cổ thừa lại, tội nghiệp cái sụn mũi. Nhưng mà bé bụng con chưa ăn gì chưa? Ôi trời. Rồi bây giờ mấy giờ con về nó đã? Trời ơi. Ấy là, lên tới đây là kịp, tới giờ ăn BBQ. Em nhắn vàng á, đi vô đây á, cái cư xử sao không mua không? Mình muốn gì vậy? Không hải sản được không? Hải sản, thôi, đợi có cái gì. Em ở trên đó có hai giỏ quỳ không? Đi. Mình đang quay lại quá trình cắt tóc tại vì mai 4 giờ sáng Thư phải dậy rồi. Mà stylist của Thư thì nửa tiếng nữa đi ngủ rồi. Nên phải cắt liền bây giờ. Ôi trời con bé này. Sao chị nghe cũng giống như em cắt dưới mang tay chị ở nghe tiếng kéo nó rẹt rẹt đúng không? Đúng. Nhiều quá bé ơi. Chị nhìn nó những sợi ngắn nhất là ở đây. Đúng rồi, xong rồi uống lên thì nó sẽ bay qua mắt này, mắt gì nữa. Đó là nghe đuôi mắt gì. Vậy tới đây thì cột tóc nó sẽ rớt xuống. Đúng. Tóc tôi mới được cắt rồi. Mới cắt xong này mà thấy sao? Cái máy cuốn này. Chứ giờ máy thì là máy dài. Đang rất là xâm tổ nổ thì đẻn nó tối. Em không biết hả? Và đây rất là đông đủ ha. Em chia ra bốn người nha. Lấy cho ba dĩa luôn hả? Ha. Thiếu một người chắc đang nằm ngủ. Follow me, đi theo tôi. À dạ, 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 dạ. Đây, rồi bây giờ là bá quay gian nhỏ bây giờ đủ mặt hết ha. Đây, đó. Tại lý do gì tôi đến đây, tôi đi công việc của tôi đi làm việc công ty tôi, chụp hình chụp ảnh chụp để em đi theo làm gì đó. Mình vô tình, mình vô tình gặp nhau đây thôi à chị, sao vậy? Vô tình báo có chị luôn ha. Nếu mà chị đi á mà chị đừng có đăng Facebook, chị đừng có. Chị không đăng Facebook. Chị không đăng Facebook sao tao có tấm hình chị uống sữa đông lạnh Đà Lạt. Trời em đừng, em làm những cái cớ hôm qua là mình đã thông báo với nó là mình đi Đà Lạt. Thôi em biết cái đó là tại vì em lướt trên Facebook cái đầu này không thấy chị đi Đà Lạt, cái em ngứa chân em đi lên vô tình gặp chị thôi chứ đâu phải là tự nhiên đâu, tại Đà Lạt mình cũng ít cái homestay cái phòng mà đâu nhiều đâu chị. Còn à, cái mất mớ gì đâu mà sao phải cầm cái quậy ta, nó chỉ là nấm thôi mà, nấm với thịt gà thôi tự nhiên. Trời ơi sao đứa nào thông minh dữ vậy trời. Đây nè, bỏ vô tôi mới cầm cái này. Đứa nào thông minh dữ vậy? Thôi chị báo quá trời báo đi á. Nè nè nha. Mày mới báo đó, thằng nào mà bỏ cái muỗng vô không biết đút cái gì ngang mà hơn là chị cầm bằng cái áo chị nè. Báo của em. Nửa báo được chứ đứa này tao biết là sao nữa đưa báo. Trời ơi. Báo quá là làm ở cục tình báo hay sao mà báo hết cái này cái kia gì trời.
Ủa rồi lý do gì tại sao không bỏ nhiều vậy luôn mà bỏ ít vậy? Nó là một bầu, còn cái đó là một bầu riêng nữa. Bây giờ nếu muốn đổ chung nên nó múc ra riêng. Ừ. Em đâu biết đâu. Lý do gì tự nhiên mỗi nồi bự ở đây thì ông nấu đừng đổ vô luôn. Không, tại tưởng tách cả hai nồi, tại tưởng gia đình tưởng ăn chung, gia đình chị. Vậy thì không mấy thì bỏ cái nồi này ra rồi bỏ cái nồi biết rồi chị ăn hiếp em quá, cho chị đổ luôn đi. Nó đang sôi thì đổ vô luôn đi. Đổ đi. Đó mà chị để chị nó mới giặt ra ngoài, không để đâu giặt chị báo nữa thôi. Cần chị chưa, cần chị chưa? Cần chị không, cần chị không? Rồi rồi, rồi rồi, rồi rồi, rồi rồi. Chế bắp này 250 sao nó mới chín. Không, bây giờ nó khét ở trong ngoài chai đó. Chế bắp là chín đấy. Trời ơi. Sao mà tự nhiên bây giờ người ta chuẩn bị vô, người ta ăn uống rồi tự nhiên giờ bắt đầy ba hỏi bắp ăn không? Làm sao? Có món ăn thì có nào chín thì ăn trước đó. Cái chị ăn bắp sẽ tốt cho bụng, chắc bụng. Tối không có đói. Rồi ăn bắp không no ngang rồi sao ăn mấy cái kia? Chị khỏi ăn cái kia. Thịt thà cá bắp chị khỏi ăn, ăn cái bắp này no rồi. Sao trời, thì cứ mọi người mọi người cứ nghĩ đây là tiểu phẩm à? Không, mà đây là đời sống sinh hoạt. Dương Thanh Giạc bình thường là như thế đó mọi người. Đừng nói trên truyền hình thông minh đó. Đúng. Không có đời sống sinh hoạt vậy đó, không hiểu được. Em diễn thông minh thôi, ủa sao thông minh diễn được ta? Mà mai em ngủ mấy giờ vậy? Mai chị mấy giờ chị thức? Mai 4 giờ chị thức. Thôi mai chiều mình về nha. Không thiệt, mai 4 giờ sáng á. 4 sáng đi dữ vậy, đi sớm vậy. Vậy mới cấp chụp hình, trời đất ơi. Mai chị mới chụp mà, hôm nay chị có chụp đâu. Hôm nay chị làm gì? Hôm nay đi vòng. Em thì chắc tới trưa em check out xong rồi em sẽ đi lên Lambia em cắm trại chợ. Ủa sao được sáng làm gì? Ủa mình phải để cái này chứ hả? Để làm gì? Ăn không? Không, không, chưa chín mà. Ủa, bây giờ muốn nướng nữa nè, tự nhiên ai xé ra chứ. Ai xé ra vậy? Ai vậy? Ai thêm con báo nữa rồi? Báo chứ bắp rồi. Rồi stylist tôi giờ nó đắp mặt nạ. Ồ kìa, trời ơi. Trốn, trốn, ở mày trốn, chạy, chạy. Nào quan trọng cái nào đó, đắp mặt nạ của chị không? Ủa chứ chị nghĩ ra mặt nạ của ai? Báo nữa. Báo nữa rồi. Báo nữa rồi. Chết tôi rồi.